Đề Sa Linh khuyên sổ đỏ lâu dài, kỳ quan mặt biển, trung tâm thành phố Quy Nhơn. Chỉ từ 550 triệu bạn đã sở hữu căn hộ tại tòa nhà biểu tượng của thành phố biển Quy Nhơn. Vị trí độc tôn, sát biển, ba mặt tiền đường, Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư. Căn hộ khách sạn hiếm hoi sở hữu lâu dài, không phải 50 năm như nhiều dự án khác. Top những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, top 10 điểm đến khách du lịch quốc tế phải ghé chân. Đơn vị quản lý căn hộ là tập đoàn Wyndham 5 sao danh tiếng. Tòa nhà ánh sáng biểu tượng của thành phố biển Quy Nhơn, tiện ích chuẩn quốc tế. Kinh doanh 4 mùa, tiếp cận 7 triệu lượt khách trên năm tới Quy Nhơn. Thiết kế các căn từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ. Diện tích từ 45m² đến 105m². Bàn giao vuông nội thất chuẩn quốc tế. Giá cho thuê 2 đến 2,5 triệu trên đêm, cho lợi nhuận 10 đến 14% năm. Hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng. Chiết khấu lên đến 13%. Quý 1 năm 2024 bàn giao căn hộ. Rất nhiều tiện ích 5 sao cùng 5 tầng trung tâm thương mại, Sky Bar, bể bơi vô cực, rạp phim, nhà hàng. Lựa chọn all-in one cho an cư, mua sắm, giải trí và nghỉ dưỡng. Nhận ngay chính sách và ưu đãi từ chủ đầu tư.